Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai lá nhỏ nha. Đây là một cụm rừng liền cốt luôn, rừng liền luôn nha. Rồi cây này có mã số là 251. Cái hòn thân chính đây nè, ngay chỗ cục đá đo được là 82. Cái hòn thân ngay chỗ cái dấu X đây nè là 43, rồi cái hòn thân nhỏ bên này là 23. Cây cao đến cái ngọn luôn là 90, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 100 x 60 nha. Đây là một cụm liền cốt luôn. Đây, liền cốt bắt cầu luôn nha, qua này luôn. Và nhà vườn cũng đang làm theo kiểu là dựng rừng trên thân trắc dây gai nha. Rồi, cụm này thì nhà vườn giao lưu nhanh là 3,5 triệu bao ship nha. 3,5 triệu bao ship. Cây này có ngậm đá luôn. Đây, có ngậm một cục đá luôn nha. Lũa này là lũa thép luôn. Lũa thép chưa tác động máy móc gì luôn nha. Đó, nhà vườn đang làm dựng rừng trên thân. Mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Này, lũa thép luôn này. Lũa này mà chà ra thì thôi rồi. Đỏ đẹp luôn nha. Vườn đang làm theo kiểu rừng rình thân. 3,5 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cái này sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Thùng chậu rồi. Đây, phần lũ này. Phần lũ này mà đánh ra thôi rồi, rất là đẹp. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã số là 251, là một cụm rừng trắc dây gai bonsai rừng trên thân nha. 3,5 triệu bao ship không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.